Xin chào mọi người, hôm nay Phượng đi vòng quanh thế giới kiếm gì gớt đi ta, nên quay cảnh nhà phố cho cô chú anh chị và các bạn xem cho vui vẻ, cho chống dịch Covid. Cô chú anh chị nhớ chống dịch Covid tốt, nhớ đi ra ngoài đường đeo khẩu trang và rửa tay bằng cồn để phòng chống dịch cho tốt nha cô chú anh chị và các bạn, các em. Cô chú anh chị xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, like giùm Phượng nhiều nha. Phượng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hôm nay Phượng với chồng Phượng đi vòng quanh thế giới, đi trong xóm, chú thấy hả, đường phố ở bên Pháp làm sao, thấy có cái gì khác lạ không? Cô chú có vẻ không, cô chú anh chị có vẻ không, các bạn có vẻ không? Phượng khỏe nha mọi người. Cô chú anh chị nhớ xem kênh, like, đăng ký kênh giúp cho Phượng nha. Phượng cảm ơn cô chú nhiều. Hôm nay Phượng dắt cô chú đi thăm đường phố ở bên Pháp, có đẹp không mọi người, có gì khác lạ. Phượng cũng gửi lời tri ân cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn xem hết video của Phượng. Phượng cảm ơn nhiều. Phượng cảm ơn cô chú nhiều nha, các bạn nhiều nha. Ở đây có cây gì bự quá, Phượng cũng không biết cây gì luôn mọi người ơi. Có hai cái thùng rác, bên kia là chỗ kiểm tra sức khỏe cho xe. Ở đây có cây gì bự quá nè mọi người. Thank you.
chợ Ấn Độ bữa nay nó có bán cái loại khô, cá khô đó mọi người. Còn cái này đuôi heo cái gì á thì ta làm sao? Ta để thịt vịt đó mọi trong cái tủ lạnh giữ lạnh. Ở đây thì người ta bắt chảy giò mà chưa chiên, trong đông đá mình mua về mình chiên lại. Cái này bánh của người Ấn Độ mình mua về mình cũng chiên lại. Ở dưới đây là bánh bò của người Ấn Độ. Trong đây là đồ đông đá. Đây là các loại cá. Cá ta để trong đông đá mọi người. Cô chú anh chị xem video của Phượng, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng coi. Phượng rất tri ân, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều. Bên đây là bán tiêu, cái hộp lúa, bột cà ri của người Ấn Độ. Cái này mấy cái món mà gia vị để nấu ra mấy cái món Ấn Độ giống như vậy nè mọi người. Ở đây là hàng đậu, tất cả loại đậu. Cà phê nha mọi người. Ở đây cũng có bán cà phê của Việt Nam, Vina cà phê 4 đồng 99. Ở đây như bán cái nước Bex, cái Bex, cái hũ nước me nè mọi người. Mình cái này cái mình đổ nước nóng vô cái nó hòa tan, bỏ đá này làm cái gì đó. Mình làm cũng có mấy cái nước ngọt. Bosque tan, Marshall de Paris, Marshall de Cornet.
đi bán nhiều loại đậu lắm cô chú anh chị. Ở đây là trái ô liu, một hộp giống vậy có 95cm thôi. Hôm nay Phượng mời cô chú anh chị vào chợ Rockway coi chợ có cái gì. Còn đây hả là hả chợ bán bánh đó mọi người, tất cả loại bánh và trường cô chú anh chị. Đây là mấy con bồ câu, đây xứ Tây rất có nhiều con bồ câu á cô chú anh chị. Đây là parking của chợ, cô chú anh chị thấy parking chợ như thế nào? Cô chú anh chị xem video của Phượng, nhớ cho Phượng xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái bình luận giúp cho Phượng. Phượng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Phượng xin chào cô chú anh chị. Phượng chúc cô chú anh chị, các bạn, các em, các cháu có nhiều sức khỏe, có buổi xem video thật là thú vị. Chúc cô chú anh chị, các bạn, các em được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc, nhiều may mắn. Cô chú anh chị và các bạn đón xem video tiếp theo của Phượng. Nhớ chia sẻ, đăng ký kênh, like, bình luận giúp cho Phượng để kênh Phượng được phát triển. Phượng xin chân thành cảm ơn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn.